Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Như đây giờ chúng ta thấy là mình đang di chuyển từ phía đồi núi. Phía đồi núi. Về lại khu vực đô thị. Đây. Kế bên là Đông Demon nè. Đông Demon là cái chợ. Đúng rồi. Nhưng mà giá cả sao anh? Ok, đồ chất brand Hàn Quốc đẹp. Jung Jung Ki ơi, em muốn gửi một nụ hôn nồng cháy đến anh. Anh hãy đón nhận tình cảm của em. Anh mập quá, anh không có chạy được. Mình chọn màu hồng đi. Hồng chi? À, ở đây có bồ câu. Em nghĩ nhiệm vụ gì liên quan tới bồ câu? Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi có liên quan đến chim bồ câu luôn ạ. Thành viên của hai đội được nối với nhau bằng dây áo hoodie và phải chắp tay ra sau lưng. Một cụm từ vựng được dán lên mũ áo của từng thành viên. Người chơi sẽ phải tìm cách đọc được từ vựng đã được dán lên mũ áo của đối phương. Người nào đoán đúng trước sẽ giành được chiến thắng. Mời hai bạn đứng đối diện nhau để cột dây áo lại với nhau nhé. Rồi. Nhìn dám lên kìa, nhắm lên đây. Rồi. Đây. Ok. Đâu có sticker gì đâu ta. À đây. À, ok chưa? Để anh dán cho chặt. Để anh dán cho chặt. Tử thải đồng đội luôn. Dán sao cái kéo nhà, né né chút xíu. Rồi. Ôi, còn đập luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Phải không, mình từ tốn với nhau thôi anh, mình cần gì mà mình gấp. Đâu đúng mà. Rồi. Sao mà anh? Ê, ông có thái độ. Ông có thái độ. Chưa. Mất tiêu cái thằng. Mình vô em thu đi con. Phát nó không dám đâu. Ừ. Đó. Đâu rồi? Cái mỏi. Trời sao giống cá trê đen, cá trê trắng trong phim Tây Du Ký quá. Không có tay cái đường. Mất tiêu lấy gì thấy con mắt. Từ từ. Nó phải liên quan chút xíu. À, đeo lên đi. À, đeo lên đi. Chính xác. Yeah. Vậy chứ kia lấy như thế được. Chà. Thầy quá em ơi. Được. Tất cả trông cậy vô anh. Được. Tập tạ cho cô vô.
Không phải do cái nón. Tập cà cho nhiều vô. Một cô gái, hiểu không? Nó chùm mít mong manh vậy mà không thắng nổi thì nói làm gì nữa. Điện thoại Vivo X70 Pro, camera đồng chế tác cùng Zeiss. Bây giờ sẽ là vòng 2. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh nhớ rồi đó ba. Anh nhớ rồi đó ba. Nhớ cái nọng rồi kìa. Nhớ cái nọng. Mày mất cái mặt rồi. Ngược lại. Không được dùng tay. Không dùng tay sẽ mở mắt ra. Thấy chưa, thấy đau khổ của em chưa? Có thấy đường đâu thấy không? Anh nghĩ cái mặt ảnh hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Được cái chữ rồi. Cái gì vậy? Đúng rồi, bây giờ ổng đi đâu đi theo đó nha. Nhìn như hai con sâu quá. Ngập thở. Con chim, con chim. Không phải. Không. Con chó. Không. Sai. Mệt quá, mệt quá. Không. Ngập thở quá. Mệt quá là toàn đó chứ phải cái chữ đó. Lỡ trái đi. Ừ. Kệ Vinh, lấy cái áo đi coi đi Vinh. Kệ Vinh, lấy cái áo đi coi đi Vinh. Lấy cái áo đi coi. Ê Vinh, chạy Vinh, dạ Vinh, chạy bên phải. Ê Vinh, chạy Vinh, dạ Vinh, chạy bên phải. Uống rượu. Yeah. Uống rượu. Yeah. Chính xác, Trương Thế Vinh đã trả lời đúng câu này. Dạ. Yeah. Cậu mình quá giỏi. Không phục. Với sự thể hiện xuất sắc của Thúy Ngân và Trương Thế Vinh thì đội xanh đã chiến thắng và giành được bảng tên trống trong trò chơi này. Oh yeah. Cơ hội cho em gặp anh công ty của em đã gần hơn. Chi, thà chết Vinh của hơn sống nhục. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ mới. Đây là gợi ý của các bạn. Ok, ok. Gong Yu Lee Min Ho. Lee Min Ho. Gong Yu. Gong Yu. Gong Yu. Lee Min Ho. Goblin. Goblin. Đưa đây thử em làm cho. Hả? Trời ơi, hai anh này em đều mê hết luôn á. Lại là địa điểm khác nữa. Hai cái địa điểm này, một cái ngoài biển, một cái lâu đài. Mình chọn lâu đài đi, lỡ ra biển thì coi sao. Mỗi thành viên trong đội sẽ đi đến một địa điểm khác nhau. Các bạn sẽ không đi chung. Em đi lâu đài đi. Anh đi biển hả? Rồi tôi đi biển. Các bạn hãy di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ tiếp theo và tiệc cờ của Running Man Việt Nam nhé. Thôi đi thôi. Vô. Đi, okay. Let's go. Đi. Đôi giày của từ đâu? Đau quá trời. Đau quá.